Đời chết gió này nè chị. Dạ. Ủa có mấy con sâu kìa. Đâu? Đâu? Mấy, nè mấy mấy sâu đen. Dạ. Dạ. Dạ xin kính chào quý bà cô chú anh chị các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ nhà ba mẹ chồng của Nương thì có trồng mấy công dưa hấu đó mà cô chú, thì đến hôm nay thì dưa hấu cũng chín bán được rồi. Là do trời mưa bão đó rồi nước lũ vô nữa nó ngập dưa hấu bị hư cũng khá là nhiều luôn. Rồi hôm nay hai chị em cùng với ba ra đây cắt rồi đẩy đi bán lẻ đó mà cô chú. Rồi. Dưa hấu thì hơn 80%. Dạ. Dạ. Cho thử trái nha. Dạ. Dạ. Ba sẽ thử thôi ba. Trái rồi chín. Bữa nay nó là bao nhiêu ngày rồi ba? Này nó 5-4 ngày rồi. 5-4 ngày hết rồi. Đẻ ngoài ép thôi đó. Wow, à, đỏ chín. Hả? Này đẻ ngoài ép thôi chứ mai mốt là ngon lắm. Dạ. Thì cũng được hả? Dạ. Gì là ngon lắm nè. Rồi mình dạ. Bẻ sớm đi ba để mưa với mưa, nước lên nè nó ngập cái là không dạ. Không vớt giác được thế nào luôn. Cái này là còn vớt giác lại được. Cái này vớt giác là như lỗ rồi đó, mà lỗ dạ. 80% đó. Mình dạ. Thấy rồi chứ sao giờ? Giờ này cũng chỉ mưa tới nữa rồi đó mà cô chú ơi. Dạ. Tranh thủ cắt để vô bán. Này lần đầu đi hái dưa hấu mà cứ hát cái nhìn thấy mời. Phải này chúng là đã lắm hay bác ba. Dạ. Dạ. Đây cái này như số lượng ít rồi lái nó không chịu đến mua hả ba? Tại vì phải đựng hư rồi lái cũng mua nó giờ hư 80% còn dựng tắm cái loại gì thì nó không mua đâu. Dạ vậy còn có khoảng chắc chưa tới 1 tấn nữa hả? Ừ tấn cái loại rồi. Nếu mà dưa này trúng chắc khoảng 4-5 tấn thôi mà. 5-6 tấn á. 5-6 tấn thôi mà. Cái này 5-6 tấn là thắt á, tại 5 công nữa mà. Dạ. Rồi trong mùa này 5-6 tấn cũng có lợi rồi nhưng mà mưa xuống 80% rồi. Dạ. Mốt rồi. Dạ 5-6 tấn là có lợi vậy. Trồng dưa hấu này ngay cái đợt mưa bão đó mà cô chú. Dạ ngay cái đợt bão vô mà cô chú ơi, ảnh hưởng bão có thẹo mà thẹo khô ăn được. Dạ cỏ quá cỏ luôn rồi, phải giặt ra tìm dưa hấu mới được. Dạ. Chị nguyên cái chòm này luôn nè. Ừ, cắt bên chị trước đi. Ôi bên đây hai trái luôn, hai trái bên chị bự chà bá. Trái bự đẹp đẹp đi. Dạ lựa mấy trái đẹp cắt nữa mà cô chú. Trái này nó bị úng rồi. Trái này nặng nhất là khoảng nhiêu ký bác ba? 2 ký. 2 ký. Nặng nhất 2 ký, con ký ngoài nhiều. Dạ. Ở đây 4-5 trái luôn. Dưa này chín hết rồi. Dưa cái này là có 1 ký này ngon nè. Dạ. Nhỏ nó mỏng. Dạ. Nè ba, trái này nó ấy mà nó úng rồi. Ừ, úng này cũng còn ăn được. Thôi để nó vô rồi. Nữa có dạ, gì vậy? Rồi để riêng ra để nhà ăn. Nó vậy đó mà cô chú. Trái mà tốt cái ghê luôn bị úng một chút xíu à. Ừ. Thành dưa dạt luôn rồi. Quá trời ngập nước luôn. Dạ. Nhưng mà cái này còn được thêm. Dạ. Dạ. Trái này siêu to luôn. Cầm cái lô này chắc thấy sọt luôn. Dạ. Qua sọt được rồi. Này nó tròn. Gõ. Gõ nghe bốc bốc á. Kêu bốc. Trái mà đang trên người tròn tròn như sắt không. Dạ đây mà che cái mặt em lại luôn. Chắc trái này ký mấy à? Trái này 2 ký mấy nè. Chị trái này bự nè chị, để em để này vô sọt đi sờ đạp với hấu luôn phát chè trái luôn. Ủa trái này bự nè, trái này trúng nè. Dạ phải không phải đây nè bà cô chú ơi. Dạ. Sâu nhóc trơn không ảnh hưởng bảo là im nè. Dạ đây trái này trái nó trên 2 ký. 2 ký dạ. Mấy quá. Dạ thúi gì là khỏi gì hết, 80% vô luôn. Đây ba dạ. Cắt thử là chín không? Còn ăn được nhưng mà nó thúi rồi, đâu bán được đâu. Dạ. Dạ nó thúi hết nguyên cái đầu dạ. Luôn à. Bán người ta đâu chịu đâu. Cái này là gia đình ăn bao no luôn. Này mình bán cho hấu dạt được không? Dạt cũng phải nguyên trái chứ. Cắt ra nửa trái đâu bán được đâu. Đâu bán được đâu. Được không? Người ta mua. Dạ, như ăn liền thì ta mua. Dạ. Bán nửa tiền chứ. 8 ngàn, bán 4 ngàn à. Lần đầu hai chị em cũng đi thu hoạch dưa hấu. Chị lần đây trái nhóc trơn nữa. Mình đây trái nhóc trơn rồi. Đảo hay mời luôn á. Phải này trúng nữa là im lắm luôn. Dưa hấu này cắt mau có ký lắm. Gặp dưa hấu hay hàm. À, chị ở đây nè, nguyên một giờ hai bên luôn. Mấy trái đó im đó chị.
Ngon. Đây quá trời trái luôn đó mọi cô chú ơi. Tưởng được con sâu. Con sâu. Nó cá còn còn gì cũng được, cái nào có tí ngoài gì. Vừa mới ra nắm không? Tại vì nó ẩm ngập quá trời, cái mình lật lên. Dạ. Cho nó thúi, cũng không thổi. Lật trở ngược lên cho nó khô lại đó. Dạ. Rồi nắng hơi quá nắng như nó. Cái này cũng lửng. Ồ, bún này kia bốc rồi nó chín hả bà? Ừ. Trái này chắc chín rồi quá, trái này tròn do. Trái này nó héo cuốn cắt luôn nha bà. Rồi nó chết dây. Chết dây. Mấy trái này tròn trọn vậy chứ nó chín ngon luôn. 15 gram luôn rồi. Lùng nha. Nên mình chẻ cái trái nhỏ này thử chín nè. Con mượn cái dao. Trái nhỏ xíu. Nhỏ chắc chưa chín rồi. Dạ. Cũng chín luôn. Dạ. Cũng ăn được rồi. Trái nhỏ xíu mà cũng chín rồi mà còn chín nữa ngay luôn kìa. Bởi vì này là ăn được kìa. Vì là ăn được đó. Dạ. Dưa này giống gì hả ba? Cái này giống con châu vàng. Châu vàng. Giống này là ngon nhất loại dưa đó. Da nó mỏng hay gì ba? Ừ, nó chín đẹp mà da nó mỏng. Đó, nó chịu. Nó mới trái bự đó, tóc chưa? Dạ. Đây là bự nhất. Ồ, dưa hấu trái, bự bự nhất trơn luôn nè. Mình cắt cũng trái dừa dừa thôi. Ông bà cô chú cũng có người chịu trái bự trái nhỏ. Đừng có túi cầu một gỗng này thôi, 300 kg á. Dạ. Mới cắt nãy giờ mới có 1 phút thôi mà. Hai sọt rồi kìa. Hai sọt. Dưa hấu này nặng ký. Nặng ký lắm. Trái nhỏ đó cũng được á chị, ăn ngon. Mình mua mình cũng lựa trái nhỏ nhỏ nhỏ. Ừ, gọn gọn gì nè, ngon. Dạ, mấy trái tròn nhỏ nhỏ vậy nè. Da nó mỏng. Ké. Vô sao mà gì nè, nhấu gì đẹp nè. Dạ. Trái gì có đẹp á. Dạ. Tròn rồi đó. Đúng. Không đồng phủ. Đây nè, bà cô chú cho nước nó ngập nè, nó bị úng như vậy luôn nè. Rất là nhiều luôn, hư. Bị hư một góc gì không nè. Bị uổng dưa hấu lắm luôn. Cái này mà nó không có bị ngập nước là bị được trúng dưa lắm luôn á. Trồng đúng ngày là chín nửa gây. Mình ăn á thì ba con mượn dao cắt thôi bà. Chứ lái nó mua thì nó mua gì là nó mua rồi, tại vì ba ngày nó mới bán được. Dạ, dạ đúng rồi, mình phải mình ăn liền thu hoạch trước á. Ừ. Ừ, cái này. Cái nó hơi ngon rồi. Nó cũng chín nè. Ừ. Cái nó nhỏ nó đậu sâu. Sao? Cầm chút vô là khỏe có nhiều. Vô lót clip này nó rồi vậy. Dạ. Đi dài vô. Cái này chỉ mới có 1 clip thôi nè. Ủa còn bên kia. Bên kia nhiều lắm phải không ba? Được, mới dài nó cái rồi nè. Có kiếm tấn sao lại được. Thì nói gì nói được. Ồ mưa lớn luôn rồi. Mưa lớn luôn nè. Dạ. Dạ vậy vô bắt ba. Giờ bớt mưa rồi đó ông bà cô chú ơi. Giờ tiếp tục cắt dưa hấu nữa. Dạ dài bên đây nè. Dưa hấu chín cũng rất là nhiều luôn. Cái này dao cũng gần bán rồi, nó không có làm cỏ. Cỏ nó lên quá trời nhiều luôn à. Dạ. Đây trái cũng mưa bự không đó ông bà cô chú. Ngồi ra nhìn dưa hấu là thấy ham luôn á. Đây rồi dài qua bển luôn. Út Thơ với ba đang ra cắt dưa hấu bên kia kìa. Rồi nương đi dài ra, rồi quay cho ông bà cô chú xem cái đám dưa hấu nè. Cái này do số lượng dưa hấu cũng còn ít quá đó ông bà cô chú, rồi lái mà không có đến mua, do không có đủ chuyến đi đó, rồi họ không có chịu đến mua, giờ phải cắt đi bán lẻ. Mưa nữa rồi. Trời ơi, đúng rồi, bữa nó ngập nước rồi ha. Lặt sáng đêm. Thấy mọi người ai dọn lặt lại từ trái cho anh chọn cái túi. Nó chạy ăn khổng. Chữa lại vô cho nó ăn khô mà chim thôi. Dạ. Rồi. Ba vẫn còn bơm nước ở ngoài hả? Sợ nước nó chèn vô. Chèn vô nè. Nó bơm.
nữa thôi mình thu hoạch bán sớm đi, để lại sợ nước ập lên không biết chừng nào. Quá lạnh quá, mưa đủ rồi, bắt bao chắc đủ rồi đó. Dạ mưa tới nè, mưa mưa này nó có không chịu nước nữa không rồi. Cũng chính rồi nè. Dạ nó không còn thời gian nè. Dạ chính rồi, ăn được rồi. Mưa này vô là bán cho cô chú ăn liền á, mà nó để lâu cũng không được. Tại vì nước mưa nè. Dạ. Dạ. Còn nhiêu được rồi ba ơi? Dạ. Cái này chắc còn lại chắc khoảng cái tấn đó ba. Còn lại có tấn dưa nữa đó. Ừ. Cô chú. Giờ đẩy bao nhiêu đi bán trước đi. Mưa lâu rồi đặt cái máy bơm mà bơm không kịp, nó ngập trên này lên mất tá. Bữa chiên nó vô không à. Thôi để đi cho ăn hồi lát nữa. Nói không? Dưa còn nhiều lắm luôn. Giờ khiên đem vô đường lộ bán cô chú ơi. Mưa quá mưa rồi. Ướt mình mất rồi. Ở đây còn hai sọt nè, miếng cái vỏ sắt đi. Dạ để khiên chứ. Cố lên. Này một sọ chắc cũng hăm mấy ký nha. Dạ, hăm mấy ký á. Dạ. Mấy đến 30. Dạ. Tự nhiên xong đi. Dưa chín nào đó gây rồi nè ông bà cô chú. Cái gì là ăn ngon rồi nè. Bây giờ đẩy xe gùa đi vô trong đường lộ. Rồi giác. Dạ. Giác nổ không có ba. Giờ phải giác lên trên nữa. Giác lên trên nữa cái đường á. Giác lên trên mới có đẩy để xe đẩy được. Không ba. Nặng lắm nghe ba. Không ba. Chừng mưa đường trơn. Giờ anh Hoàng dắt tiếp ba đem vô đường lộ rồi, đường đi nó cũng khá là xa luôn. Trời lạnh quá, mọi người chú ơi, mà mọi người có chú gì hấu. Trời lạnh quá, ăn gì hấu thì cho ấm bụng quá. Ngọt không? Nó ngọt kìa. Thôi cứ ăn đi chút chơi chị ăn sao. Ôi lạnh quá. Giờ còn hai cái vỏ sách nữa. Mưa chẹp mình hết trơn à. Dưa hấu nó thấm mưa vô lạc lạc. Không phải này ăn dưa hấu chan nước mưa. Ra đây ăn dưa hấu tại đám ngon ha. Lạnh quá thử. Vỏ nó nặng dữ lắm. Vô luôn đi. Dạ. Dạ. Còn một vỏ nữa chút cho anh Hoàng vác chưa? Lộ ra bỏ. Gót trái thôi, lụm thôi. Nó đầy cái vỏ quá. Sụp vô lỗ. Mưa rồi sình. Rồi giờ hai chị em đi vô. Chuẩn bị bán dưa hấu luôn.
gói thầu 6.000 rồi, cảm ơn bà Sáu luôn. Bà Sáu mã hàng quên đưa dấu. Rồi cảm ơn bà Sáu. Bây giờ hai chị em chắc lên xe đẩy rồi đó bà cô chú, rồi đẩy xe đi bán nha. Hôm nay bán cho bà con. Dạ không cô hai ơi. Dạ không chị ơi. Có nắng mưa rồi vô tới hai cái trời không nắng. Bồn luôn đồ. Dạ không chơi. Ôi. Cửa hấu 8.000 ký. Dạ, là... Có gì con dạt mặt cho cô hai. Dạt tại chỗ luôn. Dạ. Cô hai lựa đi. Chưa ăn rồi dạt. Dạ. Mà nó chín hết rồi. Dạ. Mưa cái nó nằm dưới đất luôn. 1 ký 8. 2 ký thì nó 16.000, chắc 1.600 hả? Với 2.000 đi, là 14.000. 8.000 ký hả? Cái này sổ thì cũng lấy cái này. Về chồng em nè. 14.000. Vậy con đẩy nó tới đi, cho dễ, để ngay vũng nước kìa. Nói đó, mới lui lại. Ngay mới đẩy tới, lui lại. Rồi, ngay ngoài nắng luôn. Rồi hết dũng nước chưa? Té dầu ra, té mưa dầu đi. Chuyển cho mình tướng khô luôn. Dạ. Dạ. 8.000 ký bổ mà. Con muốn dạt mặt thì con dạt mặt cho nha. Dạ. Không có chín thì đổi lại. Dạt mặt luôn. Chưa có chín chưa ha? Dạ, có chín hết rồi. Rồi cho hai trái này. Để con cái này cho thấy không tim ta. Dạ bốc lựa lên đi bốc. Sợ không chích á. Dạ bốc bốc. Không làm cho này phải không? Rồi. Dạ trẻ thử lên như vậy. Không dạt cái này ra được rồi. Dạt cái này á phải không? Dạ mà bé. Cái nó có sao không? Không có sao đâu. Trời này đâu có sao. Cái gọn gọn ăn dễ. Rồi nè. Đây. Hai trái đi. Không có gì hết. Nó đỏ. Hai trái này cho 7 nha. Thôi cái này. 3 ký 4 yếu. À. Cái như 3 ký 3. 3 ký 3. Hầm hầm 4 với 300 gram. 2.000 đi. 2.000 mà 36 ngàn. 24 26 26. Ở 26 24. Tính thôi là lộn hết luôn. Rồi để con để vô bọc tới hả? Nhỏ cao quá. Cái này được rồi. Dạ, có gì con dạt mặt cho có gì cái bộ gì nó chín lại. Dạ con thử luôn, thử luôn. Hai trái của em nồng này, dưa này mới này hiểu chưa, chín lên mặt. Nhưng mà dưa này đấy mới mới lên mặt nhiều. Cái này 2 ký 350 hả? Như 2 ký 3. Ok cắt cho quý thử cả đây này. Dạ dạ được. 16.000. 16.000. 18.000. Tính nào á? Dạ quá rồi. Rồi, lấy tiền giùm nha. Để đi em nè. Cái này có thêm 2 phải không? 1 ký 8. 14.000. Ký 8 14.000. Rồi. Nè, bà Sáu bà dỗ này là bà lấy cái này nè. Dạ, để vô chị. Cái này của chị Út này chị cần dùng. Chị Út chạy đó kìa. Dạ. Trời ơi, Út mới mua lựa cái trái dòng dình nó gì quên nè. 16.000 không chị? 14.000. Cái này ký 3. Vậy đó rẻ, vậy đó ngon á. 8.000 với 300 gram. 9.000, 9.000 2. Bán gì bớt bớt luôn. 300 gram là nó 2.400. Phải như 2.000. 2.000 với kia 8 là 10.000. Đúng rồi, trái đó 10.000. Vậy Út cầm con. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Ký gử. Ký gử 12.000. 2.000 phải không? Dạ, cũng Út 12.000. Út cầm vô con luôn. Dạ, cảm ơn bốc luôn. 2 ký 3. 2 ký thì nó 16. 300 gram nó 2.400 như 2.000 là 18.000. Dạ. 18.000 có thêm 3. 82.000. Cái này 82.000. Rồi, cảm ơn thêm 3. Xin nó hả? Đói.
Thỉnh mũi đi chị nương cho. Chị nói gì giờ nương cho. Thỉnh mũi đi, thỉnh mũi đi con. 2 kg 50 gì đó à. Con thỉnh mũi này gì đó rồi. Dài kỳ nè, thỉnh mũi 3 kg hả? 2 kg là nó 16. 16 với 400 gram với 6. 3.200 rồi nó 3.000. 3.000 với 19.000. 19.000. Này chắc lấy máy tính bấm rồi. Nó lẻ lên lẻ. Tính bằng miệng dạ. Quờ luôn nè. Ai chồng hả? Ba chồng của chồng vậy nữa. Dạ chồng như nhà và như nhà. Tính 6 đường về cho mấy con có tiền thôi. Cái mốt. 8.000 lấy bờ 8.000. 8.000 mà sao? 8 nè. Dạ 8.000. Ký 8.000. Dạ mẹ thơ. Chồng hay quá. Anh dạ. Đúng 8.000 ký. Không qua. Qua đâu? Qua đâu? Qua đâu? Chồng. Rồi, cảm ơn bà Sáu luôn. Cái nào cũng ngon. Thấy nào cũng ngon chứ. Dạ, có gì con ấy thì con giặt mặt cho con. Thôi, thôi, thôi. Chưa có ăn. Thấy bự thế nhìn thấy ngon đậm. Bà kia mốt. Bà kia 24. 24.000. Rồi, cảm ơn con nhiều. Đã chắc lên cho gớt đèn trái nữa nè. Dưa hấu thế nào rất là ngon đó cô chú ơi. Dưa hấu chuột ơi. Dạ. Có trái 2 cái mấy luôn rồi, trái bự nè. Này chắc 2 cái mấy quá. Dạ. Chị mưa tới nữa rồi. Đây căn thử cái này sao. Ủa gần 3 kg luôn á. 3 kg. Ủa trái này bự dữ dằn luôn. Bự quá. Dạ. Cô lựa đi cô. Chị dưa hấu chị. Dưa hấu chị ba. Dưa hấu nhà chồng đây. Đỏ nghe bốc bốc bốc. Bốc nhiều ký em đâu. Dạ. Nhiêu ký hả? 8.000 ký cô. Ôi chuột chọc nước kìa. Tại sao mà mướn thì mưa gì đó bữa hai nó bên ngoài. Dạ căng trái này nữa đi. Dạ. 2 trái đi. Vậy vô bọc đi. Dễ căng. Mình để ngoài lâu. Bự không? Bỏ bự nhất nè. Để luôn đi, cái chín vậy. Bự đó nhỉ? Cái chín. 15.000. Dạ. Cái chín. Để cái này nói nha mình em. Dạ. 3 kg rưỡi giác, 3 kg rưỡi. 3 kg rưỡi, 3 kg rồi nó 24. Nữa cái kia 4.000 nữa. 28.000. Quá hai trái dưa hấu quá ngon luôn. Rồi dưa hấu của cô, cảm ơn cô luôn. Mơ nghe chuột. Cắn 2 trái cho chị ba đi rồi tính tiền luôn. Trái nào chị ba nhiều? Nó cái chín rồi đó. Cái chín. 1 kg thì nó. Cái chín hai 15.000 hay vậy? Chưa để cận nó đi tính mua em ơi. Này 2 kg rưỡi nè. Rồi 16 với 4 là 20.000. Ừ, 20.000 dưới này 15 là 35.000 rồi thôi. Là chị bỏ riêng cho chị Tư mày. 35 thôi là 65.000. Đồ mua hoạt à. Đồ mua hoạt à. Đồ mua gì đâu hoạt. Đồ mua hoạt. Thôi 65.000. Cái này yếu. Biết này chị hả? 65.000. Giữ con bầu ngư yếu rồi. 4.000. Cảm ơn chị ba luôn. Hồi chỉ mua mùa bịch tới nữa rồi. Còn mấy trái bự. Thường mấy cô mấy thím thích mấy trái dừa dừa á. Gọn dễ ăn. Nhỏ như gốc bao là dừa hay gì? Đúng rồi. Nhỏ quá trời luôn mà được trái bự. Trái gọn gọn dễ bán á. Ăn không ngán. Mình trẻ thử cái này găm 2 cái gì chị, chứ bự nhất rồi. Trẻ luôn hả?
Ché sao? Ché đâu phải không? Ché thử. Ồ, chín quá chín luôn nè. Trái này gần 3kg luôn. Rồi đẩy dài lên. Nè Hoa qua đây nè Hoa. Dạ. 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 Hai ký tư. Cái này kem mình lấy thôi chứ sao? Hai ký sáu sáu ba ngàn hai ba ngàn là 19.000 cũng là 19.000. Cái là vừa vừa. Dạ dạ lấy cho nhiêu ký thì mà hai chị. Nhỏ quá không ngon mà hai ơi. Dạ. Ký hai nè bà hai. Ba ngàn sáu. Chín ngàn đây. Chín ngàn rồi. Ôi. Cái này. Để gì mà nặng hơn ký hơn. Rồi, dưa hấu này nặng lắm. Cái nữa rồi. Nè, cái này ký 8 nè, cái này của cô Thô phải không? Không trái nữa để chờ trái nữa. Lấy cái này cho bà tiết kiệm tiền đi. Cái này ngon nè. Rồi, cái này chút không? Dạ còn nhiều lắm rồi, bà Tư ơi, một xe luôn. Dạ. Nè nè nè, gì ta? Nhỏ nè. Từ quá không có tủ lạnh. Ừ. Cái này mấy trái dài dài này nè, gì? Ừ. 16.000 chứ phải 200g. 2.000 đây là 14.000. Trái này 14.000 cô. Trời trái nữa. Còn trái nào ổn? Dạ. Cho lửa trái nữa nha. Ba coi chừng nó bật không được. Chắc không bật đâu. Không bật, không bật. Ủa, này cái tư. Tư ơi. Ổn rồi, trái này nặng 5 kg lận. Cái nào ổn thì con để lại cho con. Tại cái trái nó nhiều. Còn mấy trái này cái gửi 50 nhưng cái gửi là có hai cái gửi là hai trái là nhiêu tiền nhỏ cái gửi như nãy trái đó nãy nhiêu nghe con nè nghe con nghe cái nằm dưới đất bên kia đây cái gửi với cái tư là 2.9 ba ký thì nó 24.000 23.000 để con để vô bịch để chung được không có hai gì 24.000 không chị? 23.000 mà quên trái này nó hư. Dạ. Để cho con trái đó đó nè. Dạ. Cộng hơn con quên luôn. Để cho mọc đi con. 2.3 kg. Nữa ham gì ta? Được. Hỏi mẹ đi. Hay quá. 300g 36 18. Dư giá người ta tiễn gì chín rồi. Dạ. Không mấy trái này. 16.000 như 2.000. Cảm ơn con. Trái đây. Chưa này gì để 18.000 không? Cái này nó có gì nè? 18.000. Nó có cái gì không? Phải không? Nó nằm dưới đất. Này nằm dưới đất. Còn trái nào có úng thì con để riêng cái này úng à. Cái này. Dạ. Này 3 kg 3 ký cơ luôn nè. Ký 24 24 với 300g 2.000 đi. 36.000. Này của cô 36.000. Trái này của bà Tư phải không bà Tư? Cầm cái này đi con. Vậy được không? Vậy cái này là đã xuống không? Dạ. 36.000 hối giùm chị 14.000 thôi. 14 cái gì? Hai trái này nhiều lắm mà con ơi. Vậy bà Tư lấy một trái này hay là hai trái? Dạ con hối rồi cưng quá. Nó nhỏ nhất rồi đó. Dạ cái nào? Dạ. Nó là nhỏ nhất rồi. Bộ trái này nó ăn gì nổi? Dạ hai trái để vài bữa. Ăn 4-5 ngày cũng sao chứ tại vừa mới bẻ. Mấy ký? Dạ. Cái này là mấy kilo? Gì để lâu nào cũng ngon mấy. Thôi để thử mấy ký con. Dạ. Trái đó ai lượng ngon. Đó mấy chơi. Ủa bà Tư đó. Bà Tư lộ đá già đó. Bốn mấy. Rồi con để vô bọc đi dễ căng. Để căng thử hai trái bà Tư. Để con ăn thử. Quá trời. Cái này chắc 3 kg mấy quá. Dưa này tại nó mới bẻ. Dạ mới bẻ. Có đời ăn gì để vài ngày cũng được hết trơn. Yeah. 3 kg 1 mà 3 kg 1 nhiêu 3 kg là 24.000 nhiêu 24.000 24.000 hả? Dạ. Rồi lấy cái ăn đi. Rồi vậy bà Tư lấy hết không? Ừ dạ. 24.000 lấy đi bà Tư lấy em. Cái này hai trái mua 5 tiền. Ba ký 7 bao nhiêu? 3 kg gì đó 20 đây. Dạ. Số bà Tư 24.000 hai ký thì nó 16 chứ con hối bà Tư. Cảm ơn bà Tư. Bán. Con bán đi để gì đi để gì đi để đi con bán đi. Cái này bà Tư chậm chạp lắm mới tiền để. Bà Tư phải để vô bọc gì vậy. Để không đó. Thêm từ 2 kg 1 như 2 kg là 16.000 có thêm từ. Ờ, chạy vô. Rồi, cảm ơn bà Tư nha, bà Tư nhiều.
rồi tắm này đó. Giờ tắm nó còn không biết đầu hối. Có mấy trái nào úng không mình dẹp nha. Để nha. Dạ từ từ thôi bà Tư. Không biết luôn. Bán ở trong gửi tiền gửi tờ giấy số luôn. Trả tiền trả luôn giấy số rồi. Dạ. Mấy cô mới thấy ủng hộ quá trời luôn bà cô chú ơi. Cũng còn quá trời nhiều luôn nè. Dạ. Cái nào bự. Mới ăn cái bự. Cái số mua giùm có mua hết cho bự. Ừ, cái bự đi. Cái này đây trái hết sức rồi. Bánh mấy trái già gì nó ngon lắm. Thì nữa tôi lạnh nè. Dừa này giống hết sức rẻ. 2 kg 3. Đi gan luôn 18 ngàn. Dạ, đúng rồi. 2 kg 3. Bo con 200 đồng. 200 đồng nó 2.000 đồng. Cầm chắc. Rồi, khói 2.000. Dạ, cảm ơn bác Sáu luôn. Rồi, đẩy nhà lên luôn thôi. Được không, được không? Rồi. Có gì chắc lên trên. Lên cơ. Không lên cho đẩy mà lên cơ. Xin sao bán bỏ xe bún luôn. Xe bún cho tay đẩy không hay đúng. Đây là ký. Dạ 8.000 ký. 8.000 ký đó bà Sáu. 8 ký cho 2 ký trả tiền 2 ký. Dạ. Dạ bà Sáu. Bà Sáu lựa đi bà Sáu. Nó mà chờ. Thiếm chưa hấu thiếm. Tôi quẳng cho cho. Dạ. Để con dặn xe thôi. Mới bẻ. Dạ, dạ không mới bẻ luôn á. Dạ không nhà chồng. Ở nhà trong nhà. Dạ trong nhà. Ký nhà tôi cho thêm ký. Trong nhà mà buồn thử. Mua đây nha. Dạ chín. Thế bằng liền cho con dạt mặt cho. Mua đâu có tiền đâu. Dạ. Tao cũng dạ. Cái này bốc bốc ký chín thôi mà Út. Ký chín á. Dạ. Ờ. Ký chín là 15.000. Đúng không? Đúng rồi. Dưa hấu à. Tao biết tính tao theo tao tính tiền cho. Dạ. Trong còn còn cái này 2 kg 2. Lựa giùm 2 trái rồi. Dạ. Chú mua 2 trái hả? Tại mua tầm cái này 2 kg 2 này chị, 2 kg thì nó 16 với 200 g nó 1.600 hay như 1.000 đi là 17.000. Con thấy 17.000. Dạ. 17. Mày cho tao mượn 20 vô cơ mày. Mày cháy lớn không hả? À, cho mày đưa tao lại mượn 20. 33.000. Dạ. Dạ. Mày đổ cho 3 trái. 3 trái không? Chú qua đây cho chú nằm. Trái này ngon nè. Đằng trái. Ồ, chín có bọng luôn đó nè. Dạ. Cái đó, đó. Cái bự nhất không cắt đó. Còn mấy trái nhỏ là nó chín vừa ăn hết trơn. Còn cái trái nào nặng. Cái đó nặng là nó đặc ruột. Thêm một trái cho chú nữa. Mấy trái? Của bà Sáu nó 15.000 phải không? Dạ. Rồi con hỏi bà Sáu 5.000, cảm ơn bà Sáu luôn. Cần 2 trái trước đi. Mới để lên trái không? Dạ, chọn dưới góc cho luôn chú. Ôi mua bạc à, nó bạc không? Lấy vô đây nó bạc. Sao đây? Bạn lấy cái này đi, bạn cái này 4 kg đó hả? Chết sao cho nặng đi. Này 4 kg lấy thêm nữa là lấy thêm trái. Trái này ngon nè. Nghe hả? Tôi mua phật. Trái này bóng không? Không? Chắc bớt là sao cho để nó dạo. Trái nào cũng như dạ đúng rồi, để con gái xong còn chắc rồi. Rồi trái nó 2 kg nữa. 2 kg với nãy cái này nữa nãy căng 4 kg. 4 kg hả? Như 2 kg là 6 kg phải không? 6 nhân 8 là 48. 48.000. Dạ. 45.000. Dạ. Mua nhiều quá. Mua nhiều quá. Đây dân trái nữa. Rồi cảm ơn chú nhiều ủng hộ 3 trái dưa hấu luôn nha. Đây. Cảm ơn. Chắc chắc chưa rồi. Đâu có chú trái nào đâu. Con căng. Bỏ ra lộn rồi. Để con chắc nới càng sao. Chắc càng sao thì nó bật. Đây mày căng cho ba trái này ngay. Trái này của chú hả? Còn nhiều hả? Ký mấy? Dạ, ký 7. Ký 7. Ký 7.
16.000 chiếc cho 300 gram là như 2.400. Nó bán bận ngàn đi dễ tính. 13.000. Giờ hỏi caravan đi. Về quán mình tới 13.000 phải không? Bị gối não. Bị con bị gối não chút. Gối não. Cái này nè. Cái đó là con cái cái nào. Rồi cảm ơn chú luôn. Lấy đi mật về. Ngay ngửa nhau. Lấy ta bỏ cái đó đi. Dạ. Cái nào cũng như vậy. Cái 7 giờ cũng mệt chú lấy không? 13.000. Chị ta trong nhà còn chế. Dạ. Để mua để biết dưa mới thì mua ăn 2-3 ngày được. Dạ. Dưa hấu thì cũng dễ ăn, cái 13 con hói 7.000, cảm ơn bốt luôn. Nó khô luôn rồi. Dạ chú. Bán chạy ký kìa. Dạ. 8.000 ký chú. Dạ chú chạy nó trước đi con. Chạy căng nữa không hay là con nữa? Chạy lấy ký đi. Dạ lấy ký. Dạ lấy 2 cái. Cô chú một trái hay 2 trái? Trái mẫu hoặc dạ. Trái không chú? Ngựa trái nào ngon. Trái tròn này nè. Trái này dành là thích liền. Ký chích 15.000. Dạ. Dạ. Chú mới đi làm xuống bọc vậy hả? Dạ. Thói này 85.000. Con gì hay trái gì? Rồi con cảm ơn chú luôn. Trái tròn này chắc ngon hết ta? Không. Không. Không biết. Gần đâu. Cái này phải cắt ra mới biết. Cái này đi. Cái này. Cái này vừa ăn luôn. Cái này về sớm có gì? Ba ký thì nó 24.000. Kia 2.000 nữa là 26.000. Tôi chỉ 25.000 thôi. 25 là hóa lên 15.000. Rồi cảm ơn em luôn. Rồi tiếp tục đẩy lên bán nữa. Dạ dưa hấu không? Dạ. Dạ. Rồi lên luôn. Dạ. Dưa hấu chú ơi. Bán dưa hấu. Ký 8 2.000 kia 16 hoặc 14.000. Dạ dưa hấu nhà chồng. Rồi cảm ơn chị. Dạ 8.000 ký còn này mà tại mua tiếp. Dạ. Ừ là tại ăn. Bởi vì nhờ dưa hấu là dễ ăn. Mày lựa thấy trái gì? Nói cho hết xui chứ. Dạ. Nghe tay ngang à. Ờ trái này cũng ngon. Trái, mà ờ, trái này cơ, có hẹo rồi. Dạ, trừ ra. Có gì con cắt mặt cho. Ký 7. Ký 7 là 13.000. 13.000. Tới mình 13.000 lấy trái nữa đi. Dạ. Để vô bịch đi chưa. Rồi. Hấu à.
Dưa hấu thôi chị ơi. Đây buộc đây. Nhiêu ạ? Dạ, đây con căng 3,2 kg. Dạ, 8,000 kg. 3 kg là nó 24,000 với 200 gram. 26 hả? 25,000. Dạ, 25,000. 25,000 của Hiếu. Hiếm 25 nghìn. Cảm ơn Hiếm 2 luôn. Dạ. Lấy cái bịch chị. Hai ký giác nè. 2 ký là 16 nghìn. 16 nghìn. Lấy về lên. Để chị chắc mấy trái nào ngon vô đây. Dạ 8,000 ký. Cái con hai trái vừa vừa ơi. Dạ. Cà lửa cho con hai trái đi. Dạ. Lấy ăn ăn được ăn được. Này hai chị em đẩy tới bến đò luôn rồi đó bà cô chú ơi. Trái nào rộng hết con? Ừ. Cái này thì nó. Ừ. Này nằm dưới đó. Hỏi dưa hấu mà chạy lên tới đây dạ 3 ký gử tại này còn rất nhiều. 24 với 4 là 28,000. Thôi là 22,000. Dạ rồi, để vô bọ lên con. Dạ, cảm ơn luôn. Dạ. Giờ hai chị em cũng đẩy tới bến đò luôn đó rồi. Mời cô chú bán thì cũng còn một mớ nè. Giờ cũng chiều chặn dạng tối luôn rồi. Giờ hai chị em đếm xem hôm nay bán được bao nhiêu nha. Cái này chắc 100 ngoài ký luôn á. Cắt 4 sọt. Nghe tiền thối là 40,000. Thôi sắp tiền lẻ tiếp chị đi. Quá trời tiền. Quá trời tiền. Lẻ không? Đưa 5,000. Là đủ 40 rồi phải không? Một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, 120, 256, 128, 600, 650,000. Dạ. Bữa nay thì bán cũng chưa hết nữa đâu bà cô chú. Cái số dưa hấu còn lại thì nương đem về nhà để trước cửa cho bà con đi qua lại đó. Ai thấy thì mua tiếp nha. Dạ thì nãy giờ bán cũng được 650,000. Này tiền hối rồi, 40,000 tiền hối rồi. Dạ. Thì hôm nay dưa hấu của ba đến ngày bán được đó bà chú. Vì hai chị em ra cắt và đẩy đi bán lẻ cho bà con nha. Cũng được bà con ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Dạ thì hai chị em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú và xin chào.